Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Trấn trực tiếp trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Sau đây là những tin chính sẽ phát trong chương trình ngày hôm nay. Thủ tướng đồng ý mở lại đường bay tới Thái Lan. Doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được những gói hỗ trợ Covid-19. Đề xuất gia hạn giá FIT điện gió tới hết năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý cho phép mở lại đường bay tới Thái Lan, đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc tăng tần suất các chuyến bay thương mại quốc tế để đón chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh làm việc đón công dân Việt Nam về nước. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu từng chuyến bay phải có phương án phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, chủ động các biện pháp phòng chống. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo việc giải tỏa nhanh người nhập cảnh ở các cửa khẩu sân bay, không để xảy ra tụ tập đông người trong thời gian dài khi đón người nhập cảnh. Về phía Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay hướng dẫn về giám sát y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh, nghiên cứu đề xuất việc xét nghiệm nhanh đối với người nhập cảnh tại các cửa khẩu, các mô hình quản lý người nhập cảnh. Sau đây là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2020. Bản tin 18 giờ ngày 22 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho thấy từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy đã tròn 20 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Trong ngày có 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 957 bệnh nhân COVID-19 trên 1.068 ca mắc. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 23.725 người. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố để lấy ý kiến hỗ trợ giải quyết khó khăn sau dịch COVID-19. Theo Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng đang gặp nhiều khó khăn do phải giảm tần suất chuyến xe trong một thời gian dài. Ngoài ra, lượng hành khách giảm sút dẫn đến các doanh nghiệp lỗ nặng. Do đó, Hiệp hội đề xuất các ngành chức năng cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất để các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng có cơ sở phục hồi sau dịch, giảm lệ phí trước bạ cho các doanh nghiệp hợp tác xã khi mua sắm phương tiện mới để kinh doanh vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là xe buýt. Trong bối cảnh COVID-19, chính phủ đã tung ra nhiều gói cứu trợ từ chính sách tài khóa đến tài chính dù rất kịp thời, đúng đắn về chủ trương nhưng lại chậm đến tay doanh nghiệp trên thực tế, ghi nhận của phóng viên VITV. Trước những khó khăn trong khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang trông chờ vào gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng cho vay không lãi suất để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo quyết định 15 của chính phủ. Tuy nhiên, để tiếp cận được nguồn vốn vay này không hề dễ dàng, thậm chí là bất khả thi. Tôi đã tìm hiểu rất là kỹ, nhưng mà tôi nghĩ doanh nghiệp tôi mà được khoản đó thì chắc chắn không thể được. Vì nó nhiều cái chính sách và nhiều cái khoản đòi hỏi rất là phức tạp. Ví dụ cụ thể, ví dụ như anh phải nghỉ 100%, ví dụ như khách sạn của chúng tôi là phải nghỉ, hoặc là bên Vĩnh Thành cái Barclays chúng tôi nghỉ, nhưng mà nhân viên văn phòng chúng tôi vẫn phải làm. Do đó thì chúng tôi không đạt được những cái tiêu chí mà của ngân hàng nhà nước đưa ra. Trên thực tế, điều kiện hiện nay để doanh nghiệp vay được gói 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động theo quy định bao gồm có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Song, do thời gian giãn cách ngắn, chính phủ kiểm soát dịch bệnh tốt, nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện cắt giảm giờ làm hoặc làm luân phiên chứ không cho người lao động ngừng việc hoàn toàn. Do đó, quy định nói trên phần lớn không có doanh nghiệp nào đáp ứng được. Tới là cái gói 18.000 tỷ là cho vay các doanh nghiệp với lãi suất bằng không, để các doanh nghiệp có tiền trả lương cho người lao động để duy trì người lao động, thì tôi không biết là bao nhiêu doanh nghiệp đã được hưởng cái gói đó. Và cho đến giờ này vẫn kêu gào, các doanh nghiệp kêu gào là chúng tôi không tiếp cận được cái gói đó. Tương tự, với gói hỗ trợ an sinh lên tới 62.000 tỷ đồng, trong đó tập trung vào nhóm lao động tự do, lao động bị dừng hợp đồng và doanh nghiệp khó khăn về tài chính. Nhưng đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận. Lý giải về thực trạng này, nhiều doanh nghiệp cho biết các quy định về điều kiện được hưởng quá khắt khe. Cụ thể, Việc yêu cầu doanh nghiệp chứng minh đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc hoặc không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì mới được vay vốn ưu đãi là không khả thi. Thứ nhất đấy, là những cái điều kiện đưa ra nó quá phức tạp, khó khăn nên nhà ta cũng không muốn tham gia. Đấy, cái đó là cái mà tôi thấy là ban doanh nghiệp tôi thực ra mà nói là cái gói hỗ trợ lần đầu của tôi cũng hiện tại đến thời điểm này thì cũng chưa được hỗ trợ một đồng nào cái gì. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc đưa ra tiêu chí chưa sát với thực tế rồi lại phải mất thời gian đi điều chỉnh, rõ ràng đã làm giảm ý nghĩa cấp bách ban đầu của gói hỗ trợ. Do khó khăn của dịch bệnh vượt khỏi dự đoán ban đầu hay do xa rời, chưa thực sự hiểu doanh nghiệp? Đây là câu hỏi cần được nghiêm túc nhìn nhận lại. Hơn nữa, thực tế này cũng cho thấy khi mà những gói hỗ trợ cũ còn chưa hiệu quả, thì việc đưa ra những gói hỗ trợ mới liệu có thực sự đem lại nhiều ý nghĩa? Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 đã tạm lắng, tuy nhiên những tác động tiêu cực từ đại dịch song ảnh hưởng tới doanh nghiệp ngày càng nặng nề. Vì vậy, việc triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ cần phải được đẩy nhanh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Thưa ông, hiện chính phủ Việt Nam đang tập trung nghiên cứu cái gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2. Vậy theo ông, gói hỗ trợ này thì cần phải tập trung vào cái điều gì ạ? Trước hết là vấn đề thực hiện vẫn là vấn đề gọi là ưu tiên hàng đầu, bởi vì là bản thân cái gói 1 nếu mà đã thực hiện tốt thì đã có cái tác dụng ngay rồi. Và cái vấn đề thứ hai nữa là các đối tượng thì tất nhiên là vẫn phải ưu tiên cho những doanh nghiệp mà bị tác động mạnh nhất. Ví dụ như là mặc dù là tất cả các doanh nghiệp bị tác động nhưng mà tùy lĩnh vực, ví dụ như lĩnh vực du lịch, lĩnh vực dịch vụ ăn uống lưu trú thì nó bị tác động mà mạnh hơn, vận tải, giao thông vận tải thì đây là những lĩnh vực mà bị tác động mạnh nhất, thì đây là cái vấn đề thứ hai có lẽ cần lưu ý, tức là có thể cần có những cái ưu tiên nhất định đối với những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp bị tác động mạnh nhất. Và vấn đề thứ ba nữa là bên cạnh cái gói hỗ trợ đó thì là ngoài hỗ trợ doanh nghiệp tất nhiên là có hỗ trợ cả những người lao động, bởi vì là bản thân những người lao động là cũng là những người mà hiện giờ là đang chịu những cái tác động rất mạnh. Và cuối cùng tức là bên cạnh những cái gói hỗ trợ về tín dụng thì là những cái hỗ trợ có thể tác động ngay trực tiếp, ví dụ như là về bảo hiểm. Ông có thể chia sẻ những cái gói hỗ trợ của các nước trên thế giới để Việt Nam có thể học tập trong cái gói hỗ trợ lần thứ 2 ạ? Cho đến bây giờ thì là nếu mà nhìn vào cái mức độ hỗ trợ của Việt Nam thì là tổng tức là cái gói hỗ trợ thứ nhất vào khoảng gần 4% GDP. So với các nước trong khu vực thì là Việt Nam có thể là ở mức ví dụ như là Philippines cũng khoảng 4% GDP, Singapore khoảng 20% GDP và Indonesia thì khoảng 10% GDP và Thái Lan khoảng 7% GDP, thì nếu chúng ta so sánh như thế thì chúng ta có một cái nhìn ở cái mức độ của hỗ trợ. Thế nhưng mà Việt Nam ấy, thì là bên cạnh cái gói hỗ trợ tài khóa khoảng gần 4% GDP thì cái đầu tư công nó cũng tức là khoảng 10% GDP, nó cũng là một số hỗ trợ rất lớn. Chúng ta cộng cả hai cái gói hỗ trợ, tức là không phải gói hỗ trợ nhưng mà cộng 10% của giải ngân đầu tư công cộng với lại cái 4% kia thì là cái toàn bộ cái gọi là hỗ trợ của chính phủ là nó lên khoảng gần 14% của GDP. Bởi vì là bản thân khi mà giải ngân đầu tư công thì cũng là tạo điều kiện cho tạo ra công ăn việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả tích cực với tinh thần tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa nông sản. Tính đến hết tháng 8 năm 2020, đã có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành được kết nối, tăng 12 thủ tục so với năm 2019, với trên 3,2 triệu hồ sơ và trên 40.000 doanh nghiệp. Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8 năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên minh châu EU đạt 25,92 tỷ đô la Mỹ. Số bình quân của 8 tháng đã tăng gần 600 triệu đô la Mỹ so với bình quân 7 tháng đầu năm. Chuyển sang một thông tin khác, báo cáo tại hội thảo cơ chế chính sách cho các nhà đầu tư vào nguồn phát điện độc lập, phát triển nguồn điện tại Việt Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực tổ chức cho thấy, trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam, công suất các dự án từ nhà đầu tư tư nhân chiếm 34% cơ cấu nguồn điện cả nước. Tính đến cuối tháng 8 năm nay, tổng công suất các nguồn điện gió và điện mặt trời đã được Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch là gần 23.000 MW với hàng trăm dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ tính riêng điện mặt trời, đến nay đã có 102 dự án đã đưa vào vận hành với tổng công suất hơn 6.300 MWp. Đáng chú ý, trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam, công suất các dự án từ nhà đầu tư tư nhân, bao gồm các nhà máy điện được đầu tư theo hình thức nguồn phát độc lập và BOT, chiếm đến 34% cơ cấu nguồn điện cả nước. Bộ Công Thương cho biết Bộ sẽ sớm đề xuất Thủ tướng cho phép kéo dài chính sách ưu đãi giá FIT cho các dự án điện gió tới hết năm 2023. Bộ Công Thương đã yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẩn trương rà soát tình hình phát triển điện gió, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng dẫn tới việc kéo dài giá ưu đãi với điện gió, cũng như tác động của việc kéo dài giá FIT đến phát triển điện gió cung ứng điện, để báo cáo Thủ tướng cho phép kéo dài thời hạn áp dụng giá FIT ưu đãi tới hết năm 2023, sau thời điểm này mới áp dụng cơ chế đấu thầu, đấu giá cạnh tranh. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Trấn trên kênh truyền hình VITV. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý sau đây. Chính sách tiền tệ sẽ thế nào trong các tháng cuối năm? G20 tiếp tục hành động để khôi phục kinh tế chống dịch Covid-19. Động lực tăng trưởng từ năng lượng tái tạo là nội dung của một ống kính Tâm Trấn ngày hôm nay. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay hơn nữa nhằm tiếp sức cho nền kinh tế. Đó là thông tin họp báo của Ngân hàng Nhà nước về kết quả điều hành chính sách tiền tệ 9 tháng đầu năm và kế hoạch thời gian tới. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế. Cụ thể sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản của tổ chức tín dụng hợp lý để ổn định thị trường, điều hành công cụ tái cấp vốn linh hoạt, phù hợp với diễn biến vĩ mô tiền tệ, nhu cầu vốn của tổ chức tín dụng và chủ trương của chính phủ, hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của dịch bệnh COVID-19. Điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, đảm bảo ổn định thị trường tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi. Chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tiếp sức cho nền kinh tế. Tín dụng mới tăng 4,81%, miễn giảm lãi suất với dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng là một số thông tin đáng chú ý trong chùm tin vắn ngay sau đây. Thông tin mới được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cập nhật tại cuộc họp báo kết quả hoạt động ngân hàng quý 3 năm 2020 sáng ngày 22 tháng 9 cho biết, đến ngày 16 tháng 9, tín dụng toàn hệ thống mới chỉ tăng 4,81% so với cuối năm 2019, tương đương chỉ hơn 1/2 mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước là 8,64%. Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2020, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 271.000 khách hàng với dư nợ là 321.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho gần 485.000 khách hàng với dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới lãi suất ưu đãi thấp hơn phổ biến từ 0,5 đến 2,5% so với trước dịch, với doanh số lũy kế từ ngày 23 tháng 1 đến nay đạt 1,6 triệu tỷ đồng cho 310.000 khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính từ năm 2012 đến cuối tháng 7 năm 2020, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 1.113,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, 7 tháng đầu năm nay, tổng nợ xấu được xử lý là khoảng 63,7 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, từ khi Nghị quyết 42 ra đời, đã hỗ trợ tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu đạt hiệu quả cao hơn. Tổng số nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 được xử lý từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 đạt trung bình khoảng 7,15 nghìn tỷ đồng một tháng, cao hơn 3,63 nghìn tỷ đồng một tháng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình tháng từ năm 2012 đến năm 2017 của hệ thống các tổ chức tín dụng trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực. Ngày 22 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng lên mức 23.200 đồng một đô la Mỹ với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng. Tỷ giá trần là 23.896 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.504 đồng một đô la Mỹ. Còn tỷ giá đô la Mỹ niêm yết ở các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mạnh khác giao dịch thế nào trong phiên ngày hôm nay? Sau đây là thông tin chi tiết. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại có biến động nhẹ, giá mua vào tại các ngân hàng dao động ở mức 23.048 đến 23.090 đồng 1 đô la Mỹ và giá bán dao động từ 23.270 đến 23.278 đồng 1 đô la Mỹ. Theo công bố của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, giá các ngoại tệ mạnh khác trong phiên giao dịch ngày hôm nay ghi nhận xu hướng giảm so với phiên giao dịch liền trước. Trong đó, sức giảm mạnh nhất thuộc về đồng euro khi để giảm 165 đồng ở chiều mua vào và giảm 173 đồng ở chiều bán ra. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng công bố ngày 21 tháng 9 với kỳ hạn qua đêm là 0,11%, một tuần là 0,16%, một tháng là 0,56% và 3 tháng là 1,84%. Tiếp theo chương trình là thông tin tổng hợp trên hai sàn chứng khoán trong nước kết phiên giao dịch ngày 22 tháng 9 năm 2020. Áp lực bán đã khiến cho VN Index chìm trong sắc đỏ ngay từ khi mở cửa. Sau đó, nhiều cổ phiếu trụ cột bật tăng mạnh, trong đó STB tăng kịch trần đã giúp cho VN Index hồi phục. Ở phiên chiều thì các cổ phiếu lớn đều giảm giá đã khiến cho VN Index quay đầu giảm nhẹ. Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN Index đóng cửa giảm 1,75 điểm, xuống chốt phiên ở mức là 906,19 điểm, thanh khoản đạt hơn 401 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 6.746 tỷ đồng. Toàn sàn kết phiên có 150 mã tăng, 57 mã đứng giá và 246 mã giảm giá. Còn trên sàn Hà Nội thì chỉ số chính HNX Index đóng cửa tại mức 132,19 điểm, tăng 1,61 điểm, thanh khoản đạt hơn 75,58 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch là hơn 1.032 tỷ đồng. Toàn sàn Hà Nội kết phiên có 84 mã tăng, 189 mã đứng giá và 83 mã giảm giá. Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, trong tháng 8 vừa qua, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp đôi so với tháng 7. Cụ thể, trong tháng 8 thì có khoảng 38.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trên tổng số 127.100 tỷ đồng chào bán, tăng gần gấp đôi số lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 7 là 19.900 tỷ đồng. Giới chuyên gia cho rằng sở dĩ lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8 tăng mạnh là do các doanh nghiệp có thể đã chạy nước rút phát hành trái phiếu doanh nghiệp trước khi Nghị định 81 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 vừa qua. Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. Đó là quy định tại dự thảo thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán mà Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến. Dự thảo thông tư quy định các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải được quản lý bởi công ty quản lý quỹ. Theo dự thảo này, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, ngoại trừ quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục. Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 51% vốn điều lệ trở lên phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định pháp luật về hạn chế sở hữu áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, G20 đã nhất trí tiếp tục hợp tác với nhau để thực hiện các hành động toàn cầu nhằm đối phó với tác động của đại dịch COVID-19 trong các lĩnh vực y tế, xã hội và kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati mới đây cho biết các quốc gia là thành viên nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí tiếp tục hợp tác với nhau để thực hiện các hành động toàn cầu nhằm đối phó với tác động của đại dịch COVID-19 trong các lĩnh vực y tế, xã hội và kinh tế. Bà Sri Mulyani cũng cho biết chính phủ Indonesia cũng sẽ tiếp tục tăng cường lĩnh vực y tế để đảm bảo cho mọi người được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng. Không chỉ vậy, chính phủ Indonesia cũng đang nỗ lực phục hồi kinh tế bằng cách hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới kinh doanh. Các bước xử lý chắc chắn sẽ yêu cầu phân bổ ngân sách lớn, do đó yêu cầu tăng cường các ưu tiên ngân sách và duy trì tính bền vững tài khóa. ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy bổ nhiệm thẩm phán Tòa án tối cao tại thời điểm chưa đầy 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Trong phát biểu tại Philadelphia, ông Biden cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực trong việc bổ nhiệm người đứng đầu tòa án tối cao thay thế bà Ruth Bader Ginsburg, người vừa qua đời hôm 18 tháng 9. Ông Biden hối thúc Thượng viện Mỹ không tiến hành bỏ phiếu đối với đề cử của ông Trump cho chức vụ này cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Theo ông Biden, nếu Tổng thống Trump giành chiến thắng, Thượng viện Mỹ nên thúc đẩy sự lựa chọn của ông Trump và cân nhắc một cách công bằng ứng cử viên. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Biden giành chiến thắng, đề cử của ông Trump phải được thu hồi. Nga đã thương thảo với nhiều nước và đã nhận được đề nghị cung ứng 1,2 tỷ liều vaccine Sputnik V vẫn đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Nga đã đạt nhiều thỏa thuận sơ bộ về bán vaccine ngừa COVID-19 với hơn 10 nước ở châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông, một bước đi có thể mang lại cho Moscow ưu thế chính trị và kinh tế đáng nể trên trường quốc tế. Trong số này, Brazil, Mexico, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ là những khách hàng nổi bật của Nga. Ngoài ra, Moscow cũng đang đàm phán với nhiều nước khác về hợp đồng cung ứng vaccine. Tính tổng các thỏa thuận đã ký và các nước đang quan tâm, Nga có trong tay đơn hàng cung cấp 1,2 tỷ liều vaccine ra thế giới. Theo giới chức Nga và các nước đối tác, những lô vaccine này sẽ được sản xuất ở nước ngoài và phân phối ra toàn thế giới, sớm nhất là từ tháng 11 tới. Trước khi được lưu hành trên thị trường, vaccine của Nga sẽ phải nhận được chấp thuận phê duyệt của chính quyền nước sở tại. Nội các Trung Quốc ngày 21 tháng 9 đã thông báo kế hoạch lập 3 vùng tự do thương mại thí điểm nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thương mại. 3 vùng tự do thương mại thí điểm được triển khai tại Bắc Kinh, tỉnh miền Nam Hồ Nam và tỉnh miền Đông An Huy, theo thông báo từ Quốc vụ Viện Trung Quốc ngày 21 tháng 9. Vùng tự do thương mại thí điểm ở Bắc Kinh sẽ có diện tích 119,68 km2, bao gồm 3 khu vực dành cho khoa học và đổi mới công nghệ, dịch vụ doanh nghiệp quốc tế và các ngành cao cấp. Bắc Kinh còn thiết lập các trung tâm giao dịch tài sản trí tuệ, khuyến khích công ty đa quốc gia đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển tại đây. Trong khi vùng tự do thương mại thí điểm tại Hồ Nam và An Huy sẽ có diện tích lần lượt là 119,76 km2 và 119,86 km2, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch mở rộng vùng tự do thương mại thí điểm ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Trung Quốc những năm gần đây thiết lập nhiều vùng tự do thương mại tại các tỉnh nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thương mại và phát triển khu vực. Chuyển sang thông tin tổng hợp trên 3 kênh đầu tư lớn là tiền tệ, dầu và vàng. Đầu tiên là trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ đã có mức tăng khá tốt trong phiên ngày hôm nay sau khi lo ngại về đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát tại nhiều nước trên thế giới và lo lắng về sự chậm trễ trong các biện pháp kích thích kinh tế mới của Mỹ đã thúc đẩy làn sóng bán ra ở hầu hết các thị trường tài sản khác. Đồng tiền của Nhật Bản nằm trong số các đồng tiền chủ chốt đang hoạt động tốt nhất trong tháng này do sự xáo trộn trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Hiện thì chỉ số US Dollar Index tăng 0,13% lên 93,8 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá xăng dầu hôm nay đã giảm trở lại sau phiên tăng trước đó. Giá dầu giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường còn thấp trong khi số các ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao. Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá dầu Brent đạt 49 đô la Mỹ một thùng vào cuối năm và 65 đô la Mỹ vào quý 3 năm sau, bất chấp những diễn biến của Libya. Barclays nâng triển vọng giá dầu Brent năm 2020 lên 43 đô la Mỹ một thùng và 53 đô la Mỹ vào năm sau. Tâm lý lạc quan được củng cố bởi hy vọng cải thiện việc tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh của tổ chức này. Hiện thì giá dầu thô Brent giao sau tăng 14 cent, tương đương 0,3% lên 41,58 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 10 tăng 19 cent, tương đương 0,5% lên 39,5 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường kim loại quý thì đêm qua đã có lúc giá vàng điên cuồng lao dốc chọc thủng mốc kháng cự là 1.900 đô la Mỹ xuống chỉ còn 1.882 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức thấp nhất của giá vàng trong một tháng qua. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến phát biểu của các thành viên Ủy ban thị trường mở liên bang của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell. Theo dự kiến thì ông Powell sẽ tham gia cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ vào cuối tuần này. Vấn đề mà họ quan tâm là liệu Fed có nỗ lực thuyết phục chính phủ Mỹ bổ sung các biện pháp kích thích kinh tế có thể làm cho đồng đô la Mỹ suy yếu, tác động tích cực đến giá vàng hay không. Hiện thì giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.914,28 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,5% lên 1.919,7 đô la Mỹ. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, có rất nhiều doanh nghiệp đã mở rộng lĩnh vực đầu tư sang năng lượng tái tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản với lợi thế về vốn đã tham gia rất tích cực vào lĩnh vực này. Có thể thấy rằng năng lượng tái tạo là một lĩnh vực đang có tiềm năng rất lớn để đầu tư và phát triển. Thời gian tới thì các cơ quan quản lý sẽ có những chính sách, cơ chế gì để khuyến khích nhiều hơn nữa các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này? Mục ống kính tâm chiến ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết năng lượng tái tạo là lĩnh vực mang lại dòng tiền đều và ổn định, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững. Do đó, doanh nghiệp này hiện đầu tư rất nhiều vào các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm cả điện gió và điện mặt trời. Chúng tôi có hai nhà máy điện mặt trời với công suất 100 MW. Vừa đây rồi chúng tôi mới phát thêm một máy điện mặt trời nữa, tổng là hai mặt trời. Thì dự kiến trong thời gian tới, chúng tôi trong quý 4 2020 chúng tôi sẽ thêm được một nhà máy điện Sông Tranh 47 mê và quý 1 2021 thêm được nhà máy điện Đăng Mi là 147 mê. Và cũng trong quý 1 năm 2021 chúng tôi sẽ có thêm nhà máy điện gió. Điện gió đầu tiên của tập đoàn. Và tiến tới chúng tôi sẽ phát triển, nghiên cứu phát triển tiếp 8 dự án và dự kiến có thể lên đến 1.000 mê đến 2025. Với tập đoàn Sơn Hà, năng lượng tái tạo là một ngành chiến lược, khẳng định cam kết của đơn vị này trong việc dần xanh hóa chiến lược kinh doanh và góp phần bảo vệ môi trường. Trong khi các nguồn điện truyền thống đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt và xâm hại đến môi trường, thì hệ thống điện mặt trời áp mái đã được phát triển. Chúng tôi bắt đầu cung cấp các giải pháp về điện mặt trời áp mái phục vụ cho các hộ dân theo quy mô hộ dân, có thể quy mô lớn hơn. Nhưng trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể sản xuất các tấm pin, sản xuất các cái ác quy để tích trữ điện và hướng tới là sẽ làm một cái nhà mà phát triển quản lý cái hệ thống mạng lưới điện phi tập trung. Việc đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư cũng giúp cho các doanh nghiệp gia tăng niềm tin đối với nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu của các doanh nghiệp. Việc mở rộng một cái mảng lĩnh vực khác như là năng lượng tái tạo hoàn toàn bù đắp ngược lại những cái yếu tố rủi ro dành cho doanh nghiệp, cũng như là khiến cho nhà đầu tư có thêm những cái nhìn nhận về những cái tài sản, giá trị tài sản cao của năng lượng, của ngành năng lượng đem lại cho nhà đầu tư. Như vậy thì việc đầu tư vào năng lượng tái tạo đối với các doanh nghiệp bất động sản khiến cho họ cân bằng lại cái yếu tố hấp dẫn và rủi ro của chính bản thân của doanh nghiệp mình với nhà đầu tư. Có thể thấy rằng khi các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo không chỉ giúp cho bản thân doanh nghiệp tìm kiếm được lợi nhuận mà còn giúp doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Thưa ông thì ông có đánh giá như thế nào về tiềm năng cũng như là sự phát triển của lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam hiện nay ạ? Nước ta được đánh giá là một trong những nước mà có tiềm năng năng lượng tái tạo khá tốt, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Gần đây thì nhờ những cái tiến bộ của khoa học và kỹ thuật cho nên là cái hiệu suất của các cái dự án điện mặt trời, điện gió thì đã tăng cao. Giá thành sản xuất điện năng từ các nguồn điện gió, điện mặt trời thì đã giảm. Vì vậy mà các nguồn điện này về cơ bản là đã có thể cạnh tranh được với các cái nguồn năng lượng truyền thống sử dụng than hay là khí đốt nhập khẩu. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là việc phát triển năng lượng tái tạo là một cái sự lựa chọn hết sức là đúng đắn và là cần thiết để mà tăng cường thêm cái nguồn điện cho hệ thống điện của Việt Nam cũng như là làm giảm cái phát thải ô nhiễm môi trường. Thưa ông, trong thời gian tới thì các cơ quan quản lý nhà nước có những cái cơ chế và chính sách như thế nào để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể đầu tư lâu dài và bền vững vào lĩnh vực năng lượng tái tạo hay không ạ? Hiện nay thì Bộ Công Thương dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á hay là Ngân hàng Thế giới để nghiên cứu đề xuất cái cơ chế đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư cho các cái dự án năng lượng tái tạo, cụ thể là năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Và các nhà đầu tư được lựa chọn sẽ là những nhà đầu tư mà có cái giá bán điện thấp nhất. Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu thì có thể nó mất thêm thời gian nhưng nó đảm bảo cái tính công khai, minh bạch. Và hiện nay thì Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu một cái cơ chế thí điểm để mua bán điện trực tiếp giữa cái người sản xuất năng lượng tái tạo với cái người sử dụng điện cuối cùng. Đây là một cái cơ chế mà cho phép người sản xuất năng lượng tái tạo có thể bán điện cho người sử dụng cuối cùng với cái mức giá thỏa thuận và trả một cái phần phí vận hành hệ thống điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cái cơ chế này thì rất được các cái tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế họ quan tâm, bởi vì họ cũng có những cái cam kết toàn cầu về việc sử dụng một cái tỷ lệ trong cái tiêu thụ năng lượng của họ từ cái nguồn năng lượng tái tạo để được cấp cái chứng chỉ năng lượng tái tạo. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tâm Trấn ngày hôm nay. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.